Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các đã bước qua ngày thứ năm rồi. Và hôm nay đây cũng giống như là cả tuần này chúng ta có rất nhiều những thông tin các bạn. Chúng ta có thông tin tốt, thông tin xấu, chúng ta có thông tin rất là thú vị và trước hết thì chúng ta cũng như thường lệ sẽ cùng nhau nhìn vào tình hình chung của thị trường thì các bạn đã thấy được là cả ba chỉ số chứng khoán ngày hôm nay đó thì nó cũng không có một cái xu hướng nào rõ rệt nhất là các bạn đã thấy được chỉ số Dow Jones thì kết thúc cái số điểm hôm nay giống như số điểm ngày hôm qua nhưng mà ngược lại đó S&P 500 và Nasdaq đó thì cả hai kết thúc lại là một màu đỏ không phải là đỏ nhiều lắm các bạn nhưng mà cũng là màu đỏ còn về pre-market hiện bây giờ đó thì các bạn thấy được là nó cũng không có một cái sự đồng thuận hiện bây giờ. Các bạn thấy được là chỉ số Dow Futures thì xanh nhẹ một chút nhưng mà cả hai chỉ số còn lại đó thì đang đỏ một chút. Chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng dầu đó thì không có nhiều cái sự thay đổi. Còn về hợp đồng vàng đó thì các bạn thấy hôm nay thì xuống nhẹ một chút ở mức là 1839 đô. Còn về BTC thì sao? về BTC cũng không có gì gọi là sôi động về giá cả hết các bạn đã thấy được là cái giá hiện bây giờ ở mức là khoảng 23.500 đô thì cũng tương tự như cái mức giá giờ này ngày hôm qua và các bạn đã thấy được là giá cả thì xoay quanh cái mức cũng không phải là nhiều à, từ cái thời điểm là ngày 26 tháng 2 cho đến bây giờ đó thì giá cả cũng đi từ cái mức là thấp nhất là khoảng 23.000 đô và cao nhất là khoảng 20 Uh, 3.900 đô các bạn Chúng ta cũng trong phạm vi đó mà thôi Một uh, thời gian là từ ngày 26 Tới bây giờ rồi Thì chúng ta nhìn chung đó Thị trường crypto trong vòng một ngày qua thì cũng không có nhiều cái sự thay đổi về giá cả nhất là những đồng lớn các bạn được là BTC thì cũng vậy Ethereum thì cũng vậy BNB thì xuống nhẹ một chút xuống 1.6% XRP thì cũng như vậy cho nên các bạn được là trong vòng 24 giờ qua những đồng lớn thì cũng không có nhiều sự thay đổi chúng ta nói tới những đồng nhỏ đó thì cái đồng mà có sự tăng trưởng nhiều nhất là Maker tăng 10.6% trong vòng 24 giờ qua và đồng xuống nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua đó trong tháng 100 này chính là Lido Lido xuống 6.2 cũng không qua đi nhiều lắm đâu các bạn và chúng ta nhìn tổng vốn hóa của thị trường crypto đây thì không có sự thay đổi ở mức là 1.1 nghìn tỷ cũng tương tự như là cái mức này ngày hôm qua thì có nhiều bạn hỏi là tại sao gần đây chúng ta lại không có thấy uh, thị trường có nhiều sự biến động chúng ta không nói riêng về crypto mà chúng ta nói về uh, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ chúng ta nói về hợp đồng dầu hay là vàng thì có nhiều người nói là hiện bây giờ để chúng ta đang ở trong một cái uh, tình trạng rất là thú vị tại vì chúng ta đã có một cái thông tin là PCE như chia sẻ với các bạn đã không như ý muốn thì hiện bây giờ ra mọi người à, cũng như là thường chia sẻ trong video ngày hôm qua là không biết xử lý những cái thông tin bây giờ ra sao và thậm chí những thông tin nó cũng không có đồng bộ các bạn thấy là có thông tin tốt về nền kinh tế có cái thông tin cho thấy nền kinh tế đã chậm lại thì những nhà đầu tư đó hầu như là họ cũng chưa có rõ là à, phải suy nghĩ như thế nào về những thông tin này nhưng mà đó là những cái thông tin hàng ngày mà thôi thì vẫn có quan điểm là điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là chúng ta phải chờ đợi hai thông tin trong tháng này thứ nhất đó chính là chỉ số lạm phát CPI và chúng ta sẽ có chỉ số đó vào ngày 14 tháng 3 và kế đó là chỉ số à, phần trăm thất nghiệp hai chỉ số này là hai chỉ số quan trọng liên quan tới fed sẽ có những cái động thái như thế nào trong cuộc họp tháng 3 này nhưng mà ngoài trừ điều đó ra đó, thì chúng ta cũng có một sự kiện à, sẽ sắp sửa diễn tới vào ngày thứ sáu tuần này đối với lại btc đó chính là sự kiện gì đó chính là cái sự kiện liên quan đến cái số lượng option đáo hạn và chi tiết hơn đó là chúng ta có khoảng chừng là 710 triệu đô la BTC option đáo hạn vào ngày thứ sáu tuần này và option đó thì nhiều bạn cũng đã biết rồi đây là một cái loại hợp đồng nó không giống như là futures, futures là hợp đồng tương lai còn option là quyền được mua và quyền được bán. ở trong futures thì các bạn có long và short còn ở trong option thì các bạn có call và put thì hiểu đơn giản đó, các bạn call có nghĩa là các bạn bullish, còn put là bearish. Và hợp đồng uh, option thì nó khác future một chút. Hợp đồng future thì các bạn có thể giữ cho đến khi nào mà các bạn đóng lệnh lại hay là bị thanh lý hay là chút lời. Nhưng mà option thì tới cái ngày đáo hạn. Nếu như mà hợp đồng đó không có giá trị thì người ta coi như sẽ bỏ đi. Cho nên nó mới có một cái ngày gọi là cái ngày hết hạn hay là ngày đáo hạn của hợp đồng. Và cái nhóm hợp đồng mà chúng ta đáng quan tâm gần đây nhất đó chính là cái nhóm hợp đồng sẽ đáo hạn vào ngày 3 tháng 3 nghĩa là thứ sáu tuần này. Và đó là cái số lượng 710 triệu đô la BTC đáo hạn tuần này. Và ở trong hợp đồng option á, quyền được mua quyền được bán thì chúng ta có một cái điểm gọi là max pen các bạn. Có hiểu đơn giản đó, đây là cái điểm mà nếu như mà giá BTC kết thúc ở cái ngày đáo hạn ở cái mức là 23.500 đô đó là cái điểm max xoan hiện bây giờ thì phần lớn hợp đồng coi như là sẽ không có giá trị và sẽ bị bỏ đi thì người mà có lợi nhiều nhất đó, đó chính là người bán hợp đồng thì cái điểm đó bây giờ là 23.500 đô có nghĩa là cái điểm tương tự như là cái giá hiện bây giờ thì nhiều người cho là mỗi lần mà có một số lượng lớn hợp đồng sắp sửa hết hàng đó mà cái mức giá của BTC gần với mức giá hợp đồng đó thì nhiều người cho là có khả năng là một ai đó đang cố gắng giữ giá mức này để họ có thể thu được lợi nhuận tại vì nếu như kết thúc ở cái mức giá 23.500 đô vào ngày thứ sáu đó thì coi như là người bán hợp đồng sẽ được lợi nhất tại vì phần lớn hợp đồng sẽ không có giá trị và để các bạn à, hiểu chi tiết hơn đó thì à, một bài viết ở trên coin Telegraph đã chia sẻ cặn kẽ ở bên dưới này là nếu như mà chúng ta thấy giá của BTC dao à, động mức là khoảng chừng 22.000 tới 22.500 đô à, vào cái lúc mà hết hạn thì à, lúc đó chúng ta có 700 calls à, và 6.200 put có nghĩa là nếu như chúng ta kết thúc ở cái phạm vi này đó thì à, cái số lượng người đánh xuống đó Paris sẽ có lời 120 triệu nếu như mà giá BTC dao động từ 22.500 cho đến 23.000 trong lúc mà hết hạn thì chúng ta có 1.000 calls và 4.800 puts thì vẫn nhiên về là cái số lượng người bearish sẽ được lời 85 triệu. Nếu như mà giá của BTC mức là từ 23 tới 24.000 thì chúng ta có cái số lượng call và puts gần như là bằng nhau 2.100 calls và 1.800 puts có nghĩa là hai bên có sự cân bằng không ai có lợi hơn ai và đây cũng là cái điểm mát thang này các bạn đây là cái điểm mà nhiều người sẽ lỗ nhất và chúng ta thấy được là bên dưới này là chúng ta nếu như thấy giá của BTC dao động từ 24.000 tới 25.000 cái lúc mà hết hạn đó thì chúng ta có cái số lượng kho rất là nhiều 4.900 kho chỉ có 400 put mà thôi thì cái số lượng người bullish sẽ được lời 110 triệu. Thì bây giờ các bạn được là cái khả năng mà lời nhiều nhất đó đó chính là từ 22.000 tới 22.500 đô. À, thì ở bên đánh xuống đó ở bên bears à, sẽ có lời 120 triệu. Nếu như mà giá lên từ 24.000 -25 mươi 25.000 thì cái bên bullish sẽ là 110 triệu thì cũng có một cái sự cân bằng. Chúng ta vẫn chưa biết được là sẽ nghiêng về bên nào. Nhưng mà nếu như mà ở cái mức hiện bây giờ cho đến cái lúc mà hết hạn đó thì phần lớn sẽ bị lộ các bạn phần lớn hợp đồng coi như là không còn giá trị người bán hợp đồng là người lợi nhất rồi ngoại trừ cái sự kiện đó ra đó thì hôm nay chúng ta cũng có một số những cái thông tin liên quan tới nền kinh tế của Hoa Kỳ nói chung à, các bạn đã nhớ là thường có chia sẻ cái tay một hai ngày gì đó là cái số lượng nhà mà được ký hợp đồng để mua đó đã có cái sự tăng vọt hồi tháng 1 tại vì lúc đó đó là cái phần trăm lãi suất đã có một cái sự suy giảm thời điểm đó tại vì hồi tháng 1 đó À, bước qua tháng 2 thì lúc đó chúng ta có rất là nhiều người đã có cái sự lạc quan hơn. Nhất là sau khi chúng ta nghe thấy giọng điệu của Chủ tịch John Powell cũng đã đỡ hơn, cũng đã ôn hòa hơn. Nhưng mà sau đó thì chúng ta lại thấy là có một chỉ số PCE không nhung đợi dẫn đến là một số quan chức Fed thì lại có giọng điệu cực kỳ hawkish cực kỳ dịu hâu à, dẫn đến mọi người lo sợ và sau đây các bạn thấy được là cây công trái phiếu Hoa Kỳ 10 năm đó, lãi suất lại tăng lên dẫn đến là các bạn thấy được là lãi suất vay mượn tiền để mua nhà cũng tăng theo luôn thì hôm nay đó thống kê cho thấy được là tuần này so với tuần vừa rồi đó thì cái số lượng hợp đồng ký để có thể mượn tiền mua nhà đã giảm 6% rồi và một trong những nguyên nhân chính đó chính là các bạn thấy được là phần trăm lãi suất lại tăng trở lên và đã tăng trở lên 0.5% các bạn trong vòng chỉ một tháng mà thôi và nếu chúng ta so sánh cái số lượng người làm loan đó cái người mà mượn tiền đi mua nhà năm nay thời điểm này so với thời điểm này của năm ngoái thì đã giảm 44% rồi các bạn đây là cái mức thấp nhất trong vòng 28 năm qua thì đây là một cái thông tin cho thấy được là cái ngành bất động sản của Hoa Kỳ đang chậm lại mặc dù nói là gì thôi chứ còn thật ra khi mà thuận xem những căn nhà trên mạng đó xem coi giá nhà như thế nào tại vì các bạn đã biết là năm ngoái Thuận cũng đi xem nhiều nhà nhưng mà cuối cùng cũng không có mua tại vì lúc đó tình hình nó cũng không có được ổn định lắm các bạn Thuận không biết giá nhà nó sẽ ra sao và lãi suất sẽ như thế nào à, và tới bây giờ đó thuận lên xem những căn nhà thì thứ nhất là không có nhiều nhà bán thứ hai nữa là nhà thì vẫn còn cao các bạn thật ra giá nhà bây giờ đó so với lại cây đỉnh cũng không có xuống bao nhiêu đâu nhất là ở quận cam Charlie này à, một phần đó tôi nghĩ là tại vì rất là nhiều người họ đã có thể à, là mượn được tiền ở mức lãi suất thấp à, trong vòng 2 năm qua lãi suất của họ có thể là 3%, phần trăm bốn phần trăm các bạn và họ đã mua nhà ở những cái mức lãi suất đó cho dù là họ muốn bán nhà vì một lý do nào đó hay là họ muốn đổi nhà tại vì họ cảm thấy là có lợi nhiều cho căn nhà này họ cũng sẽ không làm vậy thời điểm này đâu tại vì nếu như mà họ bán căn nhà họ đang ở đó thì một trong những điều họ phải suy nghĩ đến là khi họ mua căn nhà mới họ phải chịu lãi suất cao hơn cho nên đây cũng là một cái yếu tố rất là thú vị cho dù là các bạn hay lãi suất tăng cao hơn thì đương nhiên ảnh hưởng đến cái số lượng người đi vay mượn để mua nhà nhưng mà giá nhà lại không giảm bao nhiêu cũng vì lý do là lãi suất đã quá thấp trước đó rồi cho nên người ta không có muốn vay mượn lại với lãi suất cao hơn nếu như mà họ bán các bạn thấy được là khi mà chúng ta nghe những cái thông tin này đó sau khi mà thượng chia sẻ rõ ràng hơn thì một nhà đầu tư đó rất khó để mà đưa nhận định là chúng ta nên bullish hay là bearish khi mà nghe những thông tin này nó giống như nó ở lưng chừng vậy các bạn nhưng mà ít ra hôm nay đây thì có một nhóm nhà đầu tư có thể rất vui đó chính là những người nào mà đầu tư vào Salesforce tại vì Salesforce họ đã đưa ra một cái thống kê quý 4 rất là tốt luôn các bạn thấy được là dựa theo thu nhập đó thu nhập của họ là 8.38 tỷ So với ước tính là chỉ có 7.99 tỷ mà thôi Và tính theo từng cổ phần đó Thì lợi nhuận của họ Tới 1 đồng 68 cent Trong khi ước tính chỉ có 1 đồng 36 cent mà thôi Và công ty Salesforce là công ty Mà cung cấp phần mềm cho những công ty Để mà họ hoạt động kinh doanh Thì Salesforce cũng đã Giáo định là sa thải À, nhân viên trong cái quý 4 à, để mà họ có thể trở thành một cái công ty mà có lợi nhuận thì cuối cùng họ cũng đã cho thấy được lợi nhuận của họ đã rất là tốt trong quý 4 dẫn đến là giá cổ phiếu của Salesforce cũng đã có một cái sự tăng trưởng rất là cao các bạn cổ phiếu của Salesforce đã tăng gần như 16% sau khi mà có thông tin này và thông tin này đã chia sẻ sau khi mà thị trường đóng cửa nhưng mà có một số nhà đầu tư khác nên hôm nay có thể là không được vui đâu. Tại vì chúng ta hay được là công ty Silvergate, đây là cái ngân hàng mà cung cấp dịch vụ tài chính cho những cái công ty trong thị trường crypto này đó thì họ đã thông báo là cái tờ khai 10k đây là một cái tờ khai mà họ phải gửi đến cho SEC hàng năm để mà công bố hoạt động kinh doanh của họ cũng như là cái khả năng kinh tế họ như thế nào thì bây giờ đó cái tờ 10k này sẽ bị trì hoãn tại vì sao vậy tại vì CVJ nói là họ cần phải bán thêm một số giấy nợ và họ nghĩ là trong tháng 1 tháng 2 này họ sẽ phải chịu lỗ tiếp tục nữa À, và sau khi mà có thông tin này đó, thì các bạn thấy là cổ phiếu của Silvergate đã giảm mới đầu là tới 30%, bây giờ thì uh, giảm khoảng chừng là 17.92% và các bạn đã biết là công ty này là công ty rất là quan trọng đối với nhiều công ty trong crypto này tại vì đây là một ngân hàng và đây là ngân hàng mà chủ yếu được dày dựng để cung cấp dịch vụ cho những công ty crypto tại vì những công ty crypto đó nếu muốn tiếp cận ngân hàng thì cũng không có dễ đâu không phải ngân hàng nào cũng sẵn sàng làm việc với những công ty crypto cho nên CBG là một trong những cái công ty quan trọng và đáng tiếc là các bạn được là họ cũng có nhiều khách hàng mà đã bị phá sản trong đó chúng ta có những khách hàng như là FTX à, thường nhớ là Voyager cũng là khách hàng của họ thì cổ phiếu của Silvergate à, từ đầu tới bây giờ đã lỗ các bạn, à, đây là một cái phần lỗ rất là đáng kể trong khi mà các bạn thấy nhiều công ty liên quan đến crypto cũng đã có một cái sự tăng trưởng từ năm tới bây giờ và chúng ta có nên lo ngại nhiều về Silvergate hay là không thì hiện bây giờ tôi nghĩ chúng ta cũng nên theo dõi mà thôi cũng chưa đến lúc mà cần phải cực kỳ lo ngại đâu trước đây thường nghĩ là chúng ta nên lo lắng về Silvergate. nhưng mà gần đây đây thì chúng ta cũng đã biết là chúng ta có một số những quỹ đầu tư lớn như là Seattle Securities và à, cùng với lại công ty BlackRock cũng đã tiếp tục bỏ thêm tiền vào trong cái ngân hàng Silvergate này. Nhưng mà ngược lại thì quỹ đầu tư Cho Sorro thì đang short cổ phần của Silvergate Thì bây giờ thì đương nhiên là quỹ Cho Sorro đang <laughs> có lời rồi các bạn, tại vì ông ta đang short Silvergate trong khi mà ba công ty còn lại thì đang thu mua cổ phần. Nhưng mà cũng không hẳn là Cho Sorro bearish với crypto đâu các bạn. Cho Sorro thật ra à, ngoại trừ là short Silvergate ông ta cũng rất là bullish về thị trường crypto này, đặc biệt là Cho Sorro Fund đã đầu tư vào công ty Marathon Digital Holdings là công ty đào Bitcoin à, và ông ta cũng nắm giữ một phần lớn cổ phiếu của MicroStrategy Thì quỹ George cũng không hẳn là bearish về crypto chỉ là bearish về ngân hàng Silvergate mà thôi Khi nào mà có thêm thông tin là Silvergate, thì Silvergate thường sẽ chia sẻ với các bạn Và nói tới ngân hàng đó thì uh, chúng ta đã chia sẻ cái uh, thông tin liên quan đến là có bao nhiêu người Hoa Kỳ lưu trữ crypto thì các bạn đã nhớ là ước tính là khoảng 20% thì câu hỏi là có bao nhiêu ngân hàng trên thế giới hiện bây giờ đã có sự dính líu với crypto có nghĩa là họ cung cấp dịch vụ hay là họ lưu trữ crypto thì câu trả lời là đến từ BIS các bạn có nghĩa là Bank of International Settlements có thể chỉ đơn giản đây là ngân hàng của những ngân hàng thì ngân hàng này đã đưa ra một cái cuộc khảo sát và họ cho thấy được là khoảng 20% cũng tương tự như là 20% người Mỹ có cái sự tiếp xúc với crypto thì 20% ngân hàng có sự liên quan đến crypto nhưng mà thật ra đó phần lớn những ngân hàng này nó không có phải là chia đều trên thế giới mà phần lớn tập trung vào châu Mỹ chi tiết hơn đó, họ nói là có 17 ngân hàng lớn à, đã có 20% cái số lượng dính líu ở trong cái số lượng mà họ thống kê và trong 17 ngân hàng lớn này đó, là 11 trong 17 của ngân hàng này đã đến từ Hoa Kỳ còn 4 ngân hàng còn lại đến từ châu Âu và chỉ có hai ngân hàng trong số 17 ngân hàng này là đến từ những nơi khác trên thế giới mà thôi. Cho nên hiện bây giờ đó cho dù chúng ta thấy được là thống kê sơ bộ thì cảm thấy là nhiều ngân hàng có cái sự quan hệ với crypto nhưng mà thật ra nhìn kỹ lại đó thì phần lớn nằm ở châu Âu và châu Mỹ mà thôi. Còn lại thì không có nhiều. Các bạn có thể nghĩ đây là cũng là một cái thông tin gì đó có thể là lạc quan hơn chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội tại vì phần lớn thế giới vẫn chưa có thật sự quan tâm đến crypto nhất là những ngân hàng trên thế giới à, và các bạn đã biết rồi BS á, thì họ cũng không thể đào luật được nhưng mà họ cũng đa một cái khuyến cáo là họ nói là những ngân hàng đó bắt đầu năm 2025 thông qua cái quy định Basel 3, 3 đó thì mỗi ngân hàng chỉ nên có cái sự tiếp xúc với crypto là khoảng 2% mà thôi. Thì hiểu đơn giản là khi này giả sử ngân hàng các bạn có 100 triệu đi thì 100 triệu tài sản đó đó thì chỉ nên có 2% có nghĩa là 2 triệu trong số 100 triệu đó là lưu trữ crypto mà thôi. À, và cái phần này thường nhớ cũng coi như là nhiều so với trước đây rồi Trước đây đó thì thường nhớ là họ chỉ nói là chỉ nên tiếp xúc 1% mà thôi Bây giờ là họ cho lên 2% Thì coi như cũng là một cái sự tiến triển các bạn Nhưng mà BS cũng giống như là IMF Không phải là một đơn vị mà có thiện cảm crypto đâu Chỉ là cho dù họ thích hay là không thích Đây vẫn là cái sự tiến tới của những ngân hàng Và những ngân hàng thì không thể nào mà bỏ qua một thị trường đầy lợi nhuận như là crypto được Cho nên họ mới có những khuyến cáo như thế này Rồi chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ cái đội của Solana Các bạn đã biết là cách đây 2 ngày đó Solana đã lại một lần nữa offline các bạn Và đây cũng là tôi nghĩ là một là cái lần offline rất là lâu hay là thậm chí là lâu nhất trong lịch sử của Solana Và tổng cộng đó Solana đã offline khoảng chừng là 20 giờ đồng hồ và họ đã restart lần thứ nhất không thành công rồi restart lần thứ nhì họ mới thành công và có những thông tin được chia sẻ lúc đó là tại vì họ cập nhật lên phiên bản mới rồi phiên bản mới nó không có như ý muốn rồi họ phải trả về phiên bản cũ nhưng mà cũng không có thành công rồi sau đó họ phải reset mạng lời hai lần thì sau này mới hoạt động lại và các bạn đã biết mà mỗi lần họ làm như vậy đó thì có rất là nhiều cái sự trở ngại cho những người dùng tại vì các bạn thấy là mỗi lần mà mạng lưới offline như vậy đó thì tất cả những ứng dụng DeFi, NFT đều không hoạt động được Các bạn cần phải di chuyển bất cứ cái gì trên mạng lưới của Solana cũng không làm được Cho nên mỗi lần mà có một cái đợt offline như vậy đó thì uh hoàn toàn không có tốt được các bạn và thật ra đối với những cái blockchain tầng 1 đó layer one thì Solana là blockchain lớn nhất mà có nhiều cái sự reset như vậy và sau đó đó thì có một cái blog post uh, được chia sẻ là họ vẫn đang điều tra xem coi là chuyện gì thực sự xảy ra nhưng mà uh, để những chuyện như thế này không xảy ra nữa đó thì họ đã đưa ra một số những cái quy định mới để thường chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn thì các kỹ sư Solana đã lên kế hoạch giúp cải thiện quy trình như thế này Trước khi mà nâng cấp mainnet beta, hãy hạ testnet xuống phiên bản mainnet beta và bộ tính năng hiện tại. Kế đó đó là nâng cấp testnet lên phiên bản mới. Kế đó nữa là quan sát quá trình testnet diễn ra như thế nào. Rồi tiếp tục hạ cấp testnet về phiên bản mainnet beta hiện tại. Lặp lại quy trình này trong khi kiểm tra testnet nhiều lần. Rồi sau đó mới phát hành phiên bản mới để mainnet beta validators cập nhật. Thì đọc xong nó cả đời rối các bạn Nghĩa là đội của Solana nói là sau này nó sẽ nâng cấp thử trên testnet trước rồi mới nâng cấp trên mainnet ở à, Đây là cái quy trình nâng cấp của hầu hết tất cả các blockchain như là Ethereum và Cardano Thì trước đây đó họ làm theo quy trình gì vậy Cái đó thần cũng không hiểu được các bạn <laughs> Nhưng mà sau khi đọc rồi thì cũng cảm thấy khá là rối các bạn <laughs> Khá là mặt cười Rồi à, không phải là thông tin nào cũng xấu rồi các bạn Chúng ta cũng có một số những thông tin nó có cái tính chất lạc quan hơn Trước hết chúng ta thấy được là nếu như mà tính cái số lượng người mà bị sa thải đó Thì trong tháng 2 chúng ta vẫn có nhưng mà tốc độ đã giảm xuống rồi Như được thống kê đó bởi bài viết này thì họ nói là trong tháng 2 Cái số lượng người làm việc trong thị trường crypto này Mà đã được ghi nhận sa thải là 570 nhân viên Và cái số này đã giảm nhiều so với tháng 1 là tới 2.850 nhân viên lận Và Chi tiết hơn đó là chúng ta có những công ty lớn như là Elliptic và Missouri thì họ sa thải khoảng chừng là 10-15% nhân viên những công ty này họ cũng không phải là có nhiều nhân viên lắm các bạn cho nên à, giống như chúng ta nói tới Mizari thì sa thải 15% nhân viên thì khoảng 27 người, còn về Elliptic thì khoảng 20 người. Và chúng ta cũng có công ty Chanalysis các bạn đây là công ty mà cung cấp nhiều dữ liệu cho những quốc gia đó về tình hình on-chain như thế nào, à, có cái vấn đề gì cần quan tâm hay là không thì Chanalysis thì cũng đã sa thải nhưng mà họ sa thải con số cũng không nhiều. 44 người ở trong 900 nhân viên các bạn, như là khoảng 4.8% Nói chung đó, thì cái số lượng người sa thải trong tháng 2 mới đây thì cũng có cho thị trường crypto này nhưng mà đã giảm đi nhiều rồi. Và nếu chúng ta tính chung tất cả đó những công ty công nghệ thì các bạn thấy được là trong cái số lượng công ty công nghệ hồi tháng 2 họ đã sa thải tổng cộng là 24.572 nhân viên và đó là tổng cộng của 129 công ty công nghệ. Và con số này đã giảm nhiều so với con số tháng 1 là tới 84.414 nhân viên À, cho tổng cộng là 268 công ty công nghệ Thì à, nói chung Chúng ta nhìn thấy được là Tất cả công ty công nghệ Cũng đang sa thải nhân viên Nhưng mà tốc độ đã giảm xuống à, Thì có thể chúng ta đã gần tới hồi kết Thì các bạn Có thể là những công ty nào cường sa thải Họ đã sa thải rồi Và hy vọng tháng 3 này Sẽ không còn nhiều người bị sa thải nữa đương nhiên nếu như các bạn hỏi Fed thì Fed muốn có nhiều người sa thải các bạn, từ vì họ muốn phần trăm thất nghiệp tăng lên, chỉ họ không muốn phần trăm thất nghiệp ở mức thấp như thế này. Nhưng mà cho dù các bạn thấy là nhiều công ty sa thải đó, nhưng mà có một bộ phận họ vẫn đang muốn mướn người, nhất là các bạn thấy những hàng như Goldman Sachs đó, thì Goldman Sachs đã nói là họ đã lên kế hoạch trong năm nay sa thải tổng cộng là 3.200 nhân viên, nhưng mà họ vẫn có kế hoạch để mà mướn thêm người cho bộ phận crypto của họ đặc biệt hơn đó là Goldman Sachs đã nhận định crypto là một phần cực kỳ quan trọng đối với lại tương lai của tài chính và vì lý do đó họ rất là quyết tâm để trở thành một những ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực này và chi tiết hơn đó là họ nói là nếu chúng ta nhìn vào những gì đã xảy ra liên quan tới hồng kông tôi nhiều rồi thì cũng rất là lạc quan cho thấy được là đã có một cái sự thay đổi nhất là liên quan tới cách nhìn về crypto đến từ Bắc Kinh. Và nếu như mà tính từ năm 2020 cho đến bây giờ đó thì ở mình xác năm 2020 là năm bắt đầu mà thôi, họ chỉ có 4 nhân viên thôi cho đến năm 2023 này, họ đã có tổng cộng là 70 nhân viên Thì đây coi như cũng là một cái thông tin mang thông chất tích cực các bạn Những thông tin này đó khi mà Thuận chia sẻ các bạn cảm thấy là không gì đặc biệt Nhưng mà thật ra sau này các bạn nhìn lại nó mới thấy được những thông tin này, này mang ý nghĩa như thế nào dài hạn Cũng giống như là năm 2018 hay 2019 chúng ta cũng chia sẻ rất nhiều về phải đeo đi rất là nhiều về những công ty mà họ đang xem xét coi là có nên chấp nhận BDC hay là crypto hay không đó. Thì lúc đó các bạn thấy được là giá cả cũng không có sự phản ứng ngay lúc đó Nhưng mà sau này nhìn lại thì thấy được đó là những cái nền để có sự phát triển lớn sau này và những thông tin như thế này thông tin mà thường lại quan tâm nhiều hơn cho dài hạn và chúng ta thấy được là sau khi mà giá có một cái sự hồi phục từ đầu năm tới bây giờ đó thì các bạn đã được là có một cái sự kiện xảy ra đó chính là chúng ta lại thấy cái số lượng địa chỉ ví BTC ở trên class node đó thì họ thống kê mà có hơn một triệu đô la đã tăng lên các bạn và chi tiết đó, đã có hơn 67.000 địa chỉ ví BTC có hơn 1 triệu đô la trong đó Có nghĩa là nếu như BTC ở mức là 20.000 đô thì các bạn cần phải có 50 BTC à, để có thể có hơn 1 triệu đô la và con số đó đã tăng lên rất là nhiều tại vì giá cả tăng và điều mà chúng ta cần lưu ý đây đó là tuy là các bạn thì được là con số là 67.000 ví BTC nhưng mà nó không nghĩa là 67.000 người các bạn tại vì một người có thể có nhiều ví giống như bạn thân thuần có nhiều ví bạn cũng có nhiều ví cho nên nó cũng rất là ảo các bạn khi mà các bạn nhìn vào ngày 13 tháng 1 đó Lúc đó thì BTC dưới 20.000 đô và chúng ta có 27 địa chỉ ví BTC có hơn 1 triệu đô la. Một ngày sau đó BTC chỉ tăng lên có 1.000 đô thôi các bạn Lên tới 21.000 đô nhưng mà lại có tới 65.000 địa chỉ ví có hơn 1 triệu đô la Và đây là điều chúng ta cần phải lưu ý hơn Cái này nó quan trọng hơn cả là có bao nhiêu ví hiện bây giờ có 1 triệu đô la Ở trong đó mà cái sự tăng trưởng từ ngày 13 tới ngày 14 tây Cái mà các bạn có thể nghĩ đó là có một số cá voi có thể là nhiều chứ không phải là một họ đã thu mua rất nhiều BTC từ ngày 13 tới ngày 14 và sau đó họ lại chia ra thành nhiều địa chỉ ví nhỏ để cho người ta không có phát hiện là có ca voi xuất hiện cho nên các bạn có thấy được là ở trên Classno đó họ nói là trong một ngày thôi cái số lượng ví đã tăng lên một cách kinh khủng và cái số lượng ví đó đó cho thấy được là có rất là nhiều ví có chính xác là 50 BTC Nhiều ví y chang vậy luôn Thì đương nhiên đó là một cái tổ chức nào đó Một voi nào đó cố tình làm vậy rồi Chứ còn người thường thì đâu có nhiều người như vậy các bạn Trên một ngày mà làm ra tới Mấy chục ngàn ví Mà mỗi ví năm 50 BTC Và cái điều mà thú vị hơn nữa đó là bên dưới này Họ nói là cái số lượng địa chỉ ví Mà có ít nhất một BTC Hay còn gọi là whole coiners à, Đã tăng lên rất là nhiều Chi tiết hơn đó là tới ngày hôm qua Đã gần như là một triệu địa chỉ ví Có một BTC trong đó các bạn ít nhất là một BTC trong những cái ví này đã tăng lên một cách đáng kể à, và các bạn cũng có thể nghĩ là cái con số gần như một triệu ví này thì không phải đại diện cho một triệu người thì một người có thể có nhiều ví và các bạn nghĩ đến là ai cũng muốn sở hữu một cái gì đó hiếm hoi trên thế giới này nhưng mà một những thứ mà các bạn có thể sở hữu bây giờ mà sau này sẽ trở thành rất là hiếm đó chính là một BTC Đương nhiên một BTC bây giờ là 23.500 đô Một con số hoàn toàn không hề nhỏ các bạn Nhưng mà chúng ta có thể bắt đầu từ những cái phần nhỏ hơn Như là các bạn có những mục đích Như là có thể tích lũy được một phần 10 của con số đó Nhưng mà bất cứ ai tích lũy được một BTC đó Đều là một trong những cái sự thành công Tại vì nó không hề dễ Ở nước Mỹ này nếu như mà các bạn hỏi những người mà làm lương cao đó Bây giờ lấy ra 23.500 đô mua một BTC hôm nay không mấy người làm được đâu các bạn và các bạn có thể nghĩ là cái số lượng người mà có hơn một BTC đó không thể nào là một triệu người được tại vì đây là một triệu địa chỉ ví có hơn một BTC thì cái số lượng nó sẽ nhỏ hơn và cho dù là bất cứ ai trên thế giới này cũng có thể mua được một BTC thì cũng không phải ai cũng có thể mua được đâu tại vì chúng ta chỉ có tối đa là 21 triệu BTC mà thôi và chúng ta đã có gần như một triệu ví hiện bây giờ rồi chứ đừng nói tới là bây giờ đã có nhiều ví lưu trữ rất nhiều BTC và họ hoàn toàn không có ý định phân bổ BTC đó cho những người khác cho nên cái số lượng điều chi phí mà có hơn một BTC đó sẽ không có còn bao nhiêu sau này nữa. Đây là một trong những cái điều mà bất cứ ai có hơn một BTC nên tự hào sau này. Rồi, các bạn cũng có thể nhận được một thông tin liên quan tới Voyager rồi. Thì Voyager Digital đó họ đã có một cuộc bỏ phiếu và 97% của chủ nợ đó, của khách hàng của họ đã bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch tái cơ cấu được đề xuất. À, trong đó là họ sẽ bán tài sản của mình cho Binance US với giá là 1.02 tỷ đô la cái vấn đề được con hiểu đây đó là thường không rõ là 3% còn lại bỏ phiếu cho cái gì tại vì họ đâu có sự lựa chọn khác đâu chỉ có Binance.us là mua tài sản của họ như bây giờ mà thôi chứ còn trước đó là FTX US cũng đã coi như khai bày phá sản rồi đâu còn thể nào mua được tài sản của họ và chúng ta cũng nhận được cái thông tin liên quan tới ban quản lý chứng khoán ở Texas thì đó là một cái sự khiếu nại mà thôi và cái khiếu nại không phải liên quan tới là không nên cho phép Binance.us mua tài sản của voyagers mà chỉ là cái sự khiếu nại là sau khi mà Binance.us mua lại rồi đó thì lúc đó làm sao mà người ở Texas có thể lấy tiền được tại vì ở Texas bây giờ không thể đăng ký sang Binance US. Tôi nghĩ đây là cái sự xử lý nội bộ giữa Binance US và tiểu bang Texas chứ nó không liên quan đến những tiểu ban khác. Và trước đây đó thì SEC cũng đã từng lên tiếng để mà ngăn chặn việc này. Vì lý do gì thì cũng không có rõ nữa nhưng mà họ ngăn chặn à, nhưng mà cuối cùng đó thì thẩm phán cũng đã quyết định là SEC không có quyền ngăn chặn việc là Voyager nên bán tài sản mình cho ai và cuối cùng đó thì Binance US là người sẽ lấy cái số tài sản này rồi sau đó họ sẽ thông báo cho nạn nhân làm sao để mà lên trên sàn Binance US để mà lấy lại một phần còn lại của mình phần đó là bao nhiêu thì nó vẫn chưa rõ hiện tại và chúng ta cũng có một cái thông tin đến từ nước úc các bạn ngân hàng trung ương nước úc thì cũng giống như là ngân hàng trung ương của nước anh họ đang thử nghiệm một cái tiền kỹ thuật số quốc gia một cái cbdc và họ sẽ thử nghiệm một số đối tác ngân hàng hay là một số đối tác dịch vụ web 3 vào vài tháng tới và lý do mà họ muốn có một cbdc đó họ nói là có nhiều cái lợi ích lắm giống như là cbdc là một tiền kỹ thuật số quốc gia tiền điện tử thì tiền điện tử có thể là cập nhật cài đặt được và sẽ có những cái chức năng như là tự trả thuế, có nghĩa là tiền các bạn thường nghĩ là sau này nếu các bạn nợ thuế đó, các bạn không muốn trả muốn trốn thì cũng không được. Nếu như mà có CBDC, tại vì tiền này họ có thể program được và cái tiền này sẽ tự di chuyển tới cái sở thuế của họ. Và nước úc thì họ nói là CBDC là điều cần thiết để cho thương mại Web3 có thể hoạt động được. Và bên dưới này đó thì họ nói là CBDC là một trong những giải pháp hiện bây giờ à, Bây giờ đó họ vẫn đang sử dụng hệ thống tiền tệ hiện tại Và nếu như mà họ muốn gửi tiền từ nước Úc đến New Zealand á thì cái thời gian mà họ phải gửi là phải trước một hay 2 giờ chiều Tại vì sau 1 2 giờ chiều đó họ không thể gửi được Tại vì hệ thống bây giờ là như vậy Cho nên có nhiều cái chắc chở đối với họ nếu như mà họ không có kịp gửi Nhưng mà nếu như có CBDC thì họ sẽ không có còn quan tâm nhiều đến những cái giờ giấc này nữa Tại vì hệ thống CBDC sẽ cho họ gửi bất cứ lúc nào một cách nhanh chóng Và nước Anh thì cũng đã nêu ra một trong những cách mà có thể sử dụng CBDC hiệu quả Mà bây giờ không thể sử dụng được đó Đó chính là sử dụng CBDC BDC để trả những thứ mà cực kỳ nhỏ. Giống như là các bạn cứ nghĩ đi, lần cuối cùng các bạn sử dụng một đô la là cho cái gì hay là lần cuối cùng các bạn sử dụng 10.000 đồng Việt Nam là cho cái gì? Thì các bạn cứ nghĩ nếu như mà chúng ta lên cho những trang web Bloomberg hay gì đó thì mỗi lần các bạn muốn đọc một cái bài viết mà họ bắt các bạn trả tiền đóng tiền hàng tháng đó thì nhiều bạn sẽ không có đóng nhưng mà nếu như mà chúng ta có cbdc đó thì anh nói là có thể à, sử dụng cbdc để mà trả một số tiền rất là nhỏ như là vài cent gì đó thì đọc được cái bài viết đó thì nhiều người có thể trả thì bây giờ không làm được tại vì nếu như mà trả con số nhỏ như vậy đó thì những cái công ty thanh toán như là Master Visa họ vẫn tính cái phần trăm rất là mắc cho nên không có ai mà cho các bạn trả một hay cent gì hết. Nhưng mà CBDC thì có thể đó là những cái mà được nêu ra nhưng mà cái câu hỏi vẫn là CBDC này của nước Úc nếu như mà, mà hoạt động nó sẽ trên mạng lưới nào? thì hiện bây giờ họ nói là họ chưa có biết các bạn đây vẫn là một dấu chấm hỏi à, giống như là nước anh ngày hôm qua cũng nói là họ thực sự vẫn chưa nghĩ đến là họ sẽ sử dụng công nghệ nào à, và cái lý do các bạn đã hiểu rồi nếu như mà sử dụng công nghệ tư nhân đó một cái blockchain tư nhân à, thì nó sẽ mất đi rất nhiều quyền lợi nếu như sử dụng blockchain công cộng đó à, thì lại mất đi một phần kiểm soát cho nên bây giờ là một cái sự lưỡng lự nên sử dụng cái nào và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong mấy video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng ổn thuần Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, CoinX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà tham gia sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.